Vườn nhãn này ở khu vực heo hút thuộc ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là nơi đã diễn ra sòng bạc khủng mà hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát cơ động công an Tây Ninh và công an thị xã Hòa Thành đã ập vào bắt giữ 39 người, thu giữ trên 1,44 tỷ đồng vào tối ngày 16 tháng 2 năm 2021. Qua điều tra, bước đầu xác định sòng bạc do Trần Hoài Phương, thường gọi là Cu Chim 45 tuổi, ở ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành và Nguyễn Minh Sang 43 tuổi ở ấp Thành Trung, xã Thành Long, huyện Châu Thành đứng ra tổ chức. Sòng bạc bắt đầu hoạt động từ ngày 9 tháng 2 đến ngày bị bắt. Mỗi ngày từ khoảng 12 giờ trưa, Phương và Sang thông báo cho các con bạc ở các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh đến chơi tài xỉu và thu tiền sâu. Trung bình mỗi ngày có từ 40 đến 50 con bạc tham gia sát phạt, mỗi ván ít nhất 500 000 đồng, lên đến 20 triệu đồng. Mỗi ngày Phương và Sang thu lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc từ 50 đến 100 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, sòng bạc liên tục được Phương và Sang di chuyển sang nhiều địa điểm khác nhau tại thị xã Hòa Thành, sâu trong các vườn cao su, vườn trái cây. Hai người này cũng thuê thêm đớn, điều, tí, tròn, trung cùng ở thị xã Hòa Thành làm nhiệm vụ cảnh giới và đưa rước con bạc từ ngoài vào sòng bạc. Tiền công Phương và Sang trả cho nhóm người này từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng một người. Hiện phòng cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với công an thị xã Hòa Thành, điều tra làm rõ và truy bắt những người có liên quan.